Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn một ngày mới thật là bình yên. Hy vọng xem qua video các bạn cập nhật được nhiều thông tin bổ ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Hôm nay chia sẻ và chia buồn với tất cả quý vị khán giả là Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột tử ở phòng làm việc. Giáo sư bác sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh Nhi Trung ương, được phát hiện tử vong vào chiều ngày 31 tháng 1 năm 2021 tại phòng làm việc. Khoảng 16 giờ ngày 31 tháng 1, nhân viên bệnh viện phát hiện ông Hải đã mất trong phòng làm việc. Buổi trưa ông vẫn còn đi ăn với đồng nghiệp, không có dấu hiệu bất thường. Các bạn ơi, cái bệnh đột tử này rất là nhiều người bị bệnh đột tử, giống như thời gian vừa qua một số nghệ sĩ nổi tiếng giống như Chí Tài nè, Vân Quang Long nè. Cái bệnh đột tử đó thật sự là khó lường trước đó các bạn ơi. Trong tích tắc thôi, họ không có một cái dấu hiệu bất thường và không có lường trước cái việc mà đột tử của họ. Cho nên là khi ngã gục xuống rồi là đi luôn các bạn ơi. Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân tử vong. Giáo sư Hải sinh năm 1961, quê ở Thừa Thiên Huế, giữ chức Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2018 cho đến nay, là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ Em. Ông Hải là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm khám và điều trị các bệnh lý nội nhi như là bệnh tim mạch, bệnh lý thần kinh, bệnh tiêu hóa, bệnh đường hô hấp, bệnh tiết niệu, v.v. Ông dành nhiều thời gian cho công việc nghiên cứu khoa học, đã có nhiều công trình được công bố như là viêm màng não mủ, quy trình tiếp cận cấp cứu trong nhi khoa. Ông cũng là tác giả chủ biên của nhiều cuốn sách y học về nhi khoa. Nhờ những nghiên cứu tài liệu y học ông Hải, công tác khám điều trị bệnh nhi có những bước tiến mới. Thành thật chia buồn cùng với gia đình giáo sư Hải. Cái bệnh đột quỵ này rất là đau lòng các bạn ơi, cướp đi biết bao sinh mạng, để lại cho bao nhiêu niềm đau nuối tiếc ở trong lòng của gia đình và khán giả ha các bạn. Rồi xin phép các bạn, mình xin dừng video ở đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã nghe tin. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.